bạn mèo 10 tuổi đó là bạn Na và bạn Bon. Quán cà phê chúng mình đang phân độ tuổi cho các bé mèo dựa theo vòng cổ. Vòng cổ màu đỏ thì sẽ dành cho các bé mèo trên 10 tuổi ha. Thì đây là chú Bon nè, chú Bon hiện tại là trên 10 tuổi rồi nha các bạn. Và bé Na thì như là cũng 10 tuổi nha. Và năm nay chúng mình sẽ đón chờ thêm một thành viên nữa 10 tuổi, đó chính là bé Tachi. Và bây giờ mình sẽ đổi vòng cổ cho bé Tachi nha các bạn. Tachi năm nay sẽ đeo vòng màu đỏ nha. Tachi! Là một cái dao lẻ lắm.